Đáp án rời biển ống trước là Hedron Mr. V08. Chỉ những bạn nào trả lời đầy đủ tên người ta thì mới đúng nhé. Vì dây đề ống trước mình đã nhắc là phải ghi đầy đủ tên do rồi. Thật là hài hước và vui tính vì vẫn có bạn trả lời thiếu cho bằng được. Không coi mình có chèn thêm ảnh, nhưng mà sợ ảnh mờ nên em kênh chat không thấy tên, nên tôi đã phải điền chữ to là to trong ảnh rồi. Ok, đây câu hỏi trong video hôm nay nha. Trong video hôm nay có một đoạn dây đề ống mình lơi mõm nhau đi nâng cấp. Vậy trong đoạn này mình đã phải chi bao nhiêu kim cương hay tiền sao cho đợt nâng cấp này? Nhớ ghi đầy đủ đơn vị tiền tệ theo nhé, không là cái gì tao tên. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quá. Có vẻ như bạn này không biết cập nhật ảnh bìa, hoặc là do bạn ấy lời không thay. Nhưng mà cứ phải vào nhà mới biết được. Nhìn đây này, nhà bạn này là tòa nhà lâu đài, hình như 108 kim cương hay sao ấy. Tệ loại ít người dùng nên cũng không nhớ chi tiết. Bạn này để sàn nhà hơi chụp lửa và khuôn tường là xanh đen chấm trao, tuy nhiên bị phần sàn nhà đi rồi nên sẽ thấy chơi chói mắt. Trước đây là góc nhỏ để tiếp khách. Các món sự kiện ngày em 1 tuổi, thiếu 3 sở tích cơ nữa. Góc nhà 8 với đầy đủ tiện nghi. Có tấm bát chai cũng như không, nhìn thấy hết rồi, bó tay. Lại đòi đi cắm trại, cứ ở đó đi rồi khi nào xong việc thì đi. Một góc nhỏ trăm thú cương. Chắc là lều cắm trại, chắc vậy. Ở trên này là phòng ngủ, bao gồm bàn học máy tính, hai cái giường ngủ. Hello Teddy. Mình thấy ít ngoài kia còn có đồ, để mình bơi dìu nước khô còn lại rồi tìm lối đi ra nha. Ở trên này là căn bếp với đầy đủ tiện nghi, bao gồm bàn ăn, lò nướng, máy bán xúc xích, máy pha cà phê và tủ bánh mì luôn. Bắt đầu đi tìm lối ra của công lý. Đi dài, định mệnh đã đưa chúng ta lại đến với nhau, đang buồn ngủ lại gặp ngay chẳng ai là leo đi ngủ thì còn gì bằng. Hình như không có lối đi ra hay sao ấy các em, cho nên chấm điểm luôn nhé. Nhà bạn này đầy đủ các tính năng cơ bản, nhưng mà không tìm thấy lối ra bên ngoài nên không chấm điểm được, nên mình sẽ để là 7 trên 10 nha. Tóc là được tặng lúc mới tạo tài khoản đấy em không? Mũ dưa hấu ơi còn hộp dưa hấu, đó là hộp mần cây dê trời ngon. Còn ở hộp phù thủy, ngày ở sự kiện lá phòng đang được tổ chức. Cánh ở hộp kỳ lân, tính ở khiển sinh nhật gấu gương ông. Trang trí mà vẽ trang nhỏ ở cửa hàng quần áo. Yếu rồi, có đèn giao thông, xanh đỏ vàng đầy đủ. Biểu cảm trong cửa hàng quần áo, bạn này phối đồ được nên mình sẽ để là 7 trên 10 nha. Ký tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Để trả lời bình luận cho bạn mới trúng giải vừa nãy, thì kết quả là, đúng rồi, mọi người có thấy trên đầu anh vịt có cái mũ màu đỏ rất đẹp hay không? Tôi đang phấn đấu có được nó nhưng mà không được nên phải rửa cho hơi bì vào một tí. Kiểu bà ăn không được thì bà đặt đồ á, hiểu không mấy đứa, hiểu thì hiểu, không hiểu cũng phải hiểu nha mấy đứa. Thôi, hóng nốt kết quả đi. À, nhắn với anh vịt của mấy đứa là khi nào mất mũ cứ liên hệ xin chan để được chuộc lại mũ nhé. Vỗ tay, vỗ tay! Vỗ tay! Vỗ tay quá! Có vẻ như bạn này không biết cập nhật ảnh bìa, hoặc là do bạn ấy lười không thay. Bạn này đang dùng nhà container 36.000 tiền sao? Cổng chào đẹp, phân tường và lát ván led đen sáng nên khá hợp, không bị chói mắt. Coi như tôi không biết cái bảng này nhé, coi như chưa đọc, đôi lúc nên giải mù một số phân cảnh. Dàn chậu hoa và chậu chăm sóc thú cưng. Sàn nhảy phong cách kỳ lân và một cái bàn tiệc trà chiều.
bừa bộn, cần để câu lại cho thoáng hơn một tí. Cái bạn này mình kể là bài khen mời. Tóc ở cửa hàng Hong Cha, Z, mũ bảo hiểm, tính về má hồng cửa hàng quần áo, còn ở cửa hàng quần áo luôn. Biểu cảm trong hộp tranh, bạn này đi tông đỏ là chủ yếu, phối đồ được, nên mình để là bài khen 10 điểm nhé. Ký tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. 100 phần cho người tính, không lại đi đâu được, lại mất 100 kim cương rồi, đã nghèo còn mắc cái eo, có khổ. Dù mày được nâng cấp rồi nhưng bản chất vẫn là nợ, vẫn xấu, vẫn chê, tao vẫn ghét mày. Lại mất tiền mua thêm chùm cho nó, mệt mỏi ghê. Ừ, nhỉ, bạn này hỏi tôi mới rất ngộ ra một điều, đợi tôi tí. Để tôi đổi tên kênh cho mấy may vậy, đợt này kêu gọi mọi người đăng ký mà chẳng ai đăng ký cả, buồn ghê. Luật sư, cảnh sát, công ơi, có người muốn bắt tôi, bớ người ta, có người muốn bắt cóc tôi, cứu, cứu với, cứu. Muốn xử lý hay xét xử lý thì bảo vệ tôi trước bạn bình luận bàn nãy đi kìa, đáng sợ quá mức thôi. Ok, thanks from family, I see, I love you too. Đã đăng ký thật chưa đó, để lát tôi vào xương thì không kiểm tra nhé, chưa đăng ký là chết với tôi. Cứ cây ít thôi, cứ bình tĩnh thôi, đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ phải có mắm tôm, cứ bình tĩnh nha sư huynh. Không nhé, tôi chơi có một chơi ứng này thôi đã muốn ná thở rồi, lấy đâu thời gian chơi các mềm khác nữa. Ông, hay, bài này buồn cười, tôi đã bảo tôi một tuổi rồi mà thắc mắc hoài, thắc mắc được là thắc mắc hoài. Ok, I love you too, I love you so much. Nếu là kim cương như ảnh trên thì có nhé, đợt đây tôi còn mua trứng mõm nhôm. Mấy hôm nay chị còn không vào được game do mỏi phải hay do về quá, nằm vạch trong ai, chứ không làm ăn được gì cả, đợi tải rõ lâu. Ủa, sao bạn biết hay quá vậy? Tôi đang tính mở bán dàn xin bẩn chỗ nhà tôi á, chỗ gần du thuyền ấy. Vậy nha, dây nghệ ông dài rồi, tài cả nhà, chúc cả nhà may mắn, bye bye.